Hello, Trường Anh xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị thân thương đáng yêu của Trường Anh nha. Anh chị ơi, cái con Gencha đời 209 này thì hôm bữa em có quay clip là khách đã chốt cọc cho em rồi. Hôm nay là anh ấy là ngày thứ hai anh ấy đã lên tận bên salon ô tô của em và nói chung là test thử con xe này thì anh ấy đã rất là hài lòng, rất là đồng ý với con xe này luôn. Thì bây giờ bên em đang làm thủ tục mua bán cho anh ấy đây. Có cái bên cánh gà nó bị cái hai cục cao su nó bị bể ra, em cho thay cho anh luôn. Đó là cái chất xe thì thực sự em quay clip là có sao thì em nói vậy nha anh chị. Đây nè, đây là anh chủ xe ở Phan Thiết nè. Anh ơi, anh cho bên khách hàng bên em cảm nhận về cái chất xe bên salon ô tô Trần Anh bán ra nó như thế nào không ạ? Ok. Đó, đây là cái cảm giác thực sự một người khách của bên Trần Anh bán xe và Trần Anh bán ra, anh ấy đã lên xe, xem xe, coi xe và test xe. Đó, xe Trần Anh nói chung là xe này cọp, mua về chỉ việc chạy thôi. Anh ấy lên thì anh ấy cũng đã rất là hài lòng với cái chiếc xe bên salon ô tô Trần Anh tả luôn. Em cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã tin tưởng và ủng hộ cho salon ô tô Trần Anh trong suốt thời gian qua. Phương châm phục vụ của em uy tín là chất lượng ạ. Xíu nữa ảnh phải đi tầm 150 cây chạy về tới Phan Thiết rồi ạ. Đây nè, con xe này là em tính đưa ra công nghệ 4.0 rửa xe cho ảnh, cho anh luôn. Nhưng mà anh kêu trời mưa không có rửa đâu, để về anh rửa. Đó, xe rất đẹp nha, anh đã test máy chạy thử rồi. Máy lạnh điều hòa, nhạc loa súp, đèn xe nông, đầy đủ đồ chơi trên xe rồi, cam dê rồi. Giờ bên em đang tiến hành là làm thủ tục cho anh đây ạ. Đây nè, đây là giấy tờ mua bán bên salon ô tô bên em ạ. Đó, đây là anh khách nè, anh khách rất là thân thương nè. Em cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ cho em nhé. Nhớ, anh nhớ về có khách giới thiệu cho em nha. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị. Và em xin hẹn gặp lại ạ.